Xin chào tất cả các anh chị và các bạn theo dõi kênh YouTube của Trương. Có nhiều bạn yêu cầu Trương làm một clip về thủ tục bồi thường và Trương nghĩ rằng đây là sự quan tâm của nhiều người, của nhiều khách hàng cũng cần biết cái thủ tục này. Và đây cũng là sự lo lắng của nhiều khách hàng chưa có tham gia về bảo hiểm. Việc bồi thường nó khó khăn, đóng tiền vào thì dễ mà lấy tiền thì khó. Đó là cái lo ngại của nhiều người và clip này giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề đó. Thật ra việc thủ tục bồi thường rất đơn giản chứ không khó như chúng ta nghĩ đâu ha. Thì về thủ tục bồi thường với AI á thì sẽ có hai cách là online và offline. Và với việc online thì chúng ta sẽ không cần tới công ty. Chúng ta ở nhà sử dụng ứng dụng công ty để làm. Và thời gian xử lý cho cái việc này thì nhanh. Từ việc chúng ta làm nhanh và công ty xử lý cũng nhanh. Và thứ ba là khoản bồi thường thông thường là nó sẽ nhỏ. Thông thường là nhỏ nha. Rồi còn vấn đề bồi thường về thủ tục offline thì chúng ta phải tới công ty và gặp quầy CS của công ty để hỗ trợ. Lưu ý là tới tại công ty thì chúng ta có thể tới tại bất kỳ văn phòng nào chúng ta thấy có chữ AI, chúng ta tới sẽ được hỗ trợ. Bộ phận CS là cái bộ phận ngồi ngay tại cửa ra vào sẽ hỗ trợ chúng ta về thủ tục này, hướng dẫn chúng ta. Và thời gian xử lý thông thường nó chậm hơn ha, quy trình nó sẽ lâu hơn một tí thôi. Khoản bồi thường thì thường sẽ lớn đó. Và việc này áp dụng cho nếu như online thì áp dụng cho những sản phẩm liên quan tới hỗ trợ viện phí, hỗ trợ chi phí nằm viện, bồi hoàn chi phí nằm viện. Những cái trường hợp mà chúng ta nằm viện và tốn chi phí tại bệnh viện và cần phải bồi thường á thì chúng ta sẽ tới đây sẽ làm online. Còn những sản phẩm chính này, những sản phẩm bảo hiểm nghèo, những sản phẩm theo tỷ lệ thương tật đó thì chúng ta cần phải làm offline tại công ty đó. Rồi bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn trực tuyến luôn để các bạn anh chị là khách hàng xem cái cách chúng ta làm như thế nào à. Rồi đầu tiên chúng ta đi vào Google, chúng ta gõ chữ là thủ tục bồi thường AI ha, chúng ta search ra thì ra ngay cái trang đầu tiên, dòng đầu tiên luôn. Chúng ta chọn vào cái quả đó, nó sẽ ra một cái hướng dẫn rất là nhiều thứ như thế này ha. Thì để làm online chúng ta chỉ cần đơn giản tới chỗ này gửi yêu cầu trực tuyến như này, chúng ta đi vào. Nó có hai cách là thông qua iClaim và thông qua MyAI, nhưng mà tôi khuyên là qua iClaim đi tại vì nó nhanh hơn ha. Click vào iClaim thì sẽ ra đường link của iClaim mà chúng ta chỉ cần là xác nhận thông tin thôi. Nó trải qua 6 bước ha, trải qua 6 bước. Năm bước đầu tiên chúng ta là thông tin, bước thứ sáu chúng ta xác nhận và chúng ta gửi đi là xong. Rồi đầu tiên mình sẽ nhập các thông tin chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân ha, số hộ chiếu chẳng hạn ha, mình nhập vào nha. Thì hệ thống sẽ tự động kéo cái thông tin ra để gửi một cái mã OTP tới số điện thoại của khách hàng, nhớ là số điện thoại của bên mua bảo hiểm nha. Chúng ta sẽ nhận một cái tin nhắn từ công ty và chúng ta nhập mã OTP để xác nhận số điện thoại đó thôi ha. Rồi sau đó click tiếp tục thì nó sẽ dẫn tới bước thứ ba. Bước thứ ba là cái bước này yêu cầu chúng ta đính kèm cái chứng từ giấy ra viện ha, rồi vào một số cái thứ khác nữa. Thì chúng ta có cái nào chúng ta tải cái đó, giả sử mình có giấy ra viện tức là chúng ta nằm viện và cần cái bồi thường hỗ trợ chi phí nằm viện, chúng ta click vào giấy ra viện đi ha, tải hồ sơ lên và chúng ta tìm tới cái chụp hình và chúng ta tải cái giấy ra viện lại ha, cho cái hệ thống này. Thì tùy theo tốc độ mạng thì nhanh hay chậm nha các bạn ha. Đây là bước thứ ba, chúng ta đang tải chứng từ và như vậy là chúng ta đã đăng tải thành công cái hình chụp cái giấy ra viện xong ha. Sau đó chúng ta click next, tiếp tục bước thứ tư. Bước thứ tư nó yêu cầu chúng ta điền tất cả các thông tin của cái người người được bảo hiểm ha. Này, thông tin của người nằm viện là người được bảo hiểm này. Đó, ví dụ như là mình điền tên mình cho nha. Ha. Rồi tỉnh thành phố nào, ví dụ Đà Nẵng ha. Rồi ở Đà Nẵng thì chúng ta nằm bệnh viện nào, ví dụ như chương nằm Hoàng Mỹ đi nha. Rồi ngày nhập viện là ngày nào, ví dụ như ngày này. Ngày xuất viện là ngày nào, ví dụ như ngày này đó. Và nó yêu cầu chúng ta nhập cái mã nhập viện thì chúng ta chỉ cần nhìn trên cái nguyên nhân bệnh viện này, bệnh lý này, nhập cái mã chẩn đoán bệnh thì trên cái giấy xuất viện nó sẽ có các bạn, trên cái giấy xuất viện nó sẽ có cái mã ha, ví dụ như đây này. Là viêm dạ dày ruột thì có mã A09 nè, thì chúng ta click vào A09 ha, viết vào A09 thì nó sẽ tự động nó kéo ra chúng ta có thông tin về bệnh luôn á. Đó, nó kéo ra này thấy chưa đó. Thì như vậy là chúng ta đã nhập xong mã chứng nhận bệnh và chúng ta click, nếu chúng ta có bảo hiểm y tế chúng ta click vào đây điền mã số bảo hiểm y tế vào, nếu không có thì thôi nha. Sau đó chúng ta tiếp tục đó.
Sau khi nhấn Next thì nó yêu cầu chúng ta chọn cái phương thức thanh toán, ở đây có là tài khoản ngân hàng này, tiền mặt này, rồi tiền mặt tại ngân hàng, tiền mặt tại quầy CS ha, và dùng tiền đó để đóng phí bảo hiểm tái tục luôn. Chúng ta chọn một trong các hình thức này nha. Nếu chúng ta chọn cái nào thì chúng ta điền thông tin vào đó, sau đó chúng ta nhấn tiếp tục. Rồi cái bước cuối cùng là bước 6, thì chúng ta chỉ cần xác nhận lại rồi, xác nhận lại là xong. Và khi xác nhận xong thì hệ thống sẽ tự động gửi cho chúng ta một cái email về thông tin email chúng ta là đã tiếp nhận được thông tin và có kết quả sẽ thông báo cho chúng ta qua email. À, như vậy đơn giản là sau đó thì chúng ta sẽ được nhận cái tiền bồi thường mà thôi. Như vậy là kết thúc cái phần mà chúng ta hướng dẫn về cái thủ tục thanh toán online nha, rất đơn giản. Thì chúng ta nếu có trường hợp cần thì chúng ta lên thực hiện tương tự như vậy thì công ty sẽ bồi thường. Hiện tại thì tốc độ bồi thường trung bình trong các những trường hợp trực tuyến này khoảng khoảng 2 ngày ha. Khoảng 2 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ thì công ty sẽ bồi thường, trong vòng trung bình 2 ngày chúng ta sẽ nhận được tiền. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi và chúc cho các bạn sẽ có những trải nghiệm tốt cùng với việc thanh toán online với AI.